Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài Tiền Việt Nam trong quyển vở bài tập toán lớp 2 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Chơi bán hàng, các em sẽ quan sát chúng ta có một số các cái tờ tiền có mệnh giá đến 1.000 đồng, đến 1.000 đồng thôi nhé. Trong tiền Việt Nam thì chúng ta có các tờ tiền đó là từ 100 đồng này, từ 200 đồng, từ 500 đồng và từ 1.000 đồng. Viết vào chỗ chấm. Đơn vị tiền Việt Nam là gì? À đó, tiền Việt Nam có đơn vị là đồng. Trong phạm vi 1.000 đồng thì tiền giấy Việt Nam có 4 loại. Có 4 loại như lúc nãy chúng ta vừa nêu ấy, đúng không? Đó là các tờ này. 100 đồng này, 200 đồng này, tờ 500 đồng và tờ 1.000 đồng. Như vậy, trong phạm vi 1.000 đồng thì tiền giấy Việt Nam có 4 loại. Đó là, cô nhắc lại, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1.000 đồng. Cô chuyển tiếp sang bài tập số 2. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại để làm cho xong. Khi mua một món đồ có giá là 800 đồng, em có thể trả tiền theo một trong các cách sau. Các em sẽ trả 8 trừ từ 100 đồng. Hoặc là các em lấy 4 tờ 200 đồng. 4 tờ 200, cứ mỗi tờ 200 thì 4 tờ chúng ta cũng được là 800 đồng. Các em có thể vừa trả tiền 100 đồng vừa trả tiền bằng 200 đồng. Thì các em sẽ lấy là 4 tờ 100 và 2 tờ 200. Riêng cái dòng này thì chúng ta có nhiều các cái đáp án nhé. Các em có thể tham khảo các đáp án như sau. Ngoài cách trả là 4 tờ 100 này thì chúng ta có 400 này. 2 tờ 200 thì chúng ta được là 400 thì 400 cộng 400 cũng bằng 800 đúng không? Hoặc các em có thể lấy 2 tờ 100 và 3 tờ 200 cũng được. Đấy. Đây các em có thể điền là 2 tờ 100 hoặc 3 tờ 200 đồng. Hoặc là các em có thể lấy 6 tờ 100 đồng và một tờ 200 đồng, các em điền vào đây cũng được. Như vậy chúng ta có rất là nhiều các đáp án để các em có thể điền vào ở vị trí cái dòng thứ ba này nhé. Ngoài cái cách điền là 4 tờ 100 đồng và 2 tờ 200 đồng, các em còn có thể điền theo hai cách ở phía dưới cô có gợi ý thêm cho các bạn ở đây. Hoặc các em có thể điền một tờ 100, một tờ 200 và một tờ 500 đồng thì cũng được là 800 đồng. Chuyển tiếp sang bài tập số 3. Khi mua một món đồ giá 300 đồng, em đưa một tờ 1.000 đồng, người bán hàng có thể trả lại tiền thừa cho em trong các cách. Như vậy là chúng ta chỉ mua có 300 đồng thôi, mà đưa 1.000 đồng thì người bán hàng sẽ trả lại là 700 đồng. 700 đồng thì có thể dùng một tờ 200 và một tờ 500 đồng thì sẽ đây là sẽ trả lại cho các em. Hoặc là người bán hàng trả lại cho em một tờ 100 đồng và 3 tờ 200 đồng. Riêng cái dòng này các em có nhiều đáp án nhé. Có nhiều đáp án. Hoặc là nếu ở đây là nếu các em điền là một tờ 200 này, một tờ 200 đồng và 5 tờ 100 đồng cũng được. Đây các em điền chữ số 5 này và đây các em điền chữ số 1 thì cũng được. Được không? Được đúng không nào? Hoặc là đây các em điền là chữ số 3 này, 3 tờ 100 và 2 tờ 200 đồng cũng được. Đấy, riêng cái dòng thứ hai này các em có nhiều cách điền. Ngoài cách điền là chữ số 1 và chữ số 3 vào đây, cô nhắc lại các em có thể điền là đây là chữ số 5 và đây là chữ số 1 cũng được. Hoặc các em có thể điền đây là chữ số 3 và đây là chữ số 2 thì cũng được. Đấy. Các em có nhiều cách điền. Riêng cái dòng thứ hai này chúng ta có rất là nhiều cách điền khác nhau. Được không?
Trên đây là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được các bài tập của bài tiền Việt Nam trong vở bài tập toán lớp 2 bộ sách Chân trời sáng tạo. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các video học tiếp theo.